Bạn khá là chảnh, em gửi lời kết bạn qua Facebook á, thì bạn không có đồng ý. Em mới hỏi cho bạn em là mình gửi kết bạn cho bạn Trang á, thì bạn không đồng ý. Chắc là bạn giới thiệu cho mình người khác đi, chứ bạn này chảnh quá mình không tán được. Thế không gì à? Em kêu là thôi chắc là đồng ý đại đi, xong rồi vài ba tháng thấy kiểu say đắm xong rồi mình đá. Trời ơi, ác quá. Gái này nhõng nhẽo vô cớ, nhiều khi mình biết là mình sai mình vô lý. Nhưng mà ông vẫn nhận hết mình sai phải không á? Em đúng kiểu vậy. Tuyệt vời nha. Nên là kiểu như là không có lý do gì để chia tay. Ví dụ mẹ em có nói, mẹ em kêu mày cứ bắt chồng mày làm hết vậy rồi mày làm cái gì. Kiểu như là anh ấy đi nhậu đúng không, em vừa về đến cửa thì em ngồi ở cửa em cũng chưa kịp nói câu gì đó. Vậy chửi anh đi, vậy chửi anh cho vui cửa với nhà đi thì em đâu có chửi được. Tao bắt đầu gọi cho mẹ em, kêu mẹ ơi, vợ con gái mẹ chửi con nè. Em xin tự giới thiệu, em là Nguyễn Duy Khương. Em năm nay 27 tuổi, hiện em đang công tác ở sư đoàn 9 và đoàn 4 ạ. Khương là quê ở đâu? Dạ quê em thì ở Bảo Lộc, Lâm Đồng ạ. Một thành phố mà chị rất là yêu. Thế còn vợ của Khương? Dạ em xin chào anh Quốc Thuận cùng chị Thanh Vân cùng toàn thể mọi người trong khán đài ngày hôm nay. Thì em tên là Thu Trang, hiện tại thì em đang làm nhân viên văn phòng. Thì em năm nay thì cũng gần tròn 18 tuổi, cộng 10 ạ. Thấy vui rồi đấy nha, thấy vui đâu là vui tính. Rất là hóm hình nha. Cơ duyên nào mà hai người lại gặp gỡ nhau vậy? Lúc đó là em mới ra trường thì em có một cô bạn thân. Thì em với bạn đó cũng là độc thân luôn. Thì hai đứa mới quyết định là em sẽ giới thiệu cho bạn đó một chú bộ đội. Và bạn đó cũng giới thiệu cho em một cô gái. Thì khi đó là bạn giới thiệu cho em là vợ của em hiện tại. Thì lúc đầu bạn khá là chảnh. Em gửi lời kết bạn qua Facebook á, thì bạn không có đồng ý. Em mới hỏi cho bạn em là mình gửi kết bạn cho bạn Trang á, thì bạn không đồng ý. Chắc là bạn giới thiệu cho mình người khác đi, chứ bạn này chảnh quá mình không tán được. Nhưng mà mình nhìn cái giao diện á, mình nhìn cái hình thức thì mình có kết liền không? Dạ thật đầu thì em qua nhìn qua Facebook thì bạn cũng rất là xinh ạ. Dạ cũng có ưng ý. Thì hôm đó là bạn của em thì cũng nhắn cho Trang đồng ý kết bạn đi. Thì tối hôm đó thì bạn Trang có đồng ý kết bạn. Thì lúc đầu em cũng suy nghĩ không biết nói lời chào bạn Trang như thế nào cho có ấn tượng. Thì tại vì em với bạn kia thì cũng là bạn thân nhưng anh xưng là mày tao đó. Em mới nhắn cho vợ em tin đầu tiên là chào mày. Thì vợ em nhắn cho em là chị chào lại mày. Thì lúc đó là em mới thấy là vợ em rất là cá tính đó. Ủa nhưng mà khi mà em nhận được một cái tin gọi là chào mày, em có hết hồn không? Dạ thì em cũng thấy kiểu như là cũng lạ lắm. Bình thường là chào em, chào bạn các kiểu gì đó. Nhưng mà kể như cái ngày hôm đó mà chồng em mà kêu mà chào em hay là chào bạn thì chắc cũng không có mặt tại hôm nay đâu. Đây là tìm điểm khác biệt. Cố tình em. Dạ đúng rồi. Thì em thấy ông này tự nhiên vô tán gái mà chào mày. Xong rồi em cũng nhỉ lẹ chứ để xong rồi em cũng lướt chắc cũng phải 7-9 lần cái Facebook. Thì nhìn thấy cũng khá ấn tượng, trắng tươi. Cũng duyên. Cũng có nụ cười rất là duyên. Rồi em mới quyết định gọi là em trả lời là chị chào mày. Chị chào lại mày, tại em biết ông ấy 96, ông nhỏ hơn em 1 tuổi. Em đã biết về bạn ấy rồi. Dạ tại vì thì bạn em có giới thiệu thì cũng nói sơ qua là bạn của bạn em tại hai đứa chơi chung. Sao em kêu là chị con ai quên chị con. Dạ lúc đó là vợ em cứ bắt em gọi là chị. Thì vợ em mới chấp nhận nói chuyện nha. Thôi em chấp nhận em lùi một bước. Thôi rồi sau này cô ấy cũng gọi mình là anh thôi. Đến khi nào thì mới gặp nhau ở ngoài đời? Dạ tụi em quen nhau là khoảng 3 tháng á. Ồ 3 tháng sau mới gặp nhau ngoài đời? Dạ đúng rồi. Là khi đó là bạn vợ em thì làm ở Bảo Lộc. Dạ hai tụi em lên đang yêu xa. Thì em tán bạn ấy vỏn vẹn trong 7 ngày thôi. Đó thì em nhắn cho vợ em á là trước giờ thì em chỉ tán một người nào dưới 1 tuần thôi. Tại vì khi mà tình yêu đến với nhau á là mình phải yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên. Nếu mà có thiện cảm rồi á thì nếu mà em chấp nhận thì em yêu anh. Và vợ em lúc đấy là vợ em đồng ý. Mà đã gặp nhau bao giờ đâu? Dạ. Nhưng mà tụi em tuy xa cách về mặt địa lý nhưng mà cảm giác là tình yêu của hai người rất là đong đầy đó chị. Thế rồi gặp nhau như nào? Gặp nhau trực tiếp như nào? Có bị sốc vì người kia không trắng tươi như mình nghĩ? Dạ thì cái khúc mà anh ấy tán em 7 ngày á là cái lúc đó thì kiểu như em chưa có tình cảm với ông đâu. Mà chẳng qua thấy nói chuyện ông cũng thú vị. Hai đứa rất là kêu, nói cái câu đó kêu không? Sao ông thấy kiểu cũng ghét ông kìa. Em là em kêu là thôi chắc là đồng ý đại đi. Xong rồi vài ba tháng thấy kiểu say đắm xong rồi mình đá. Trời ơi, ác quá. 3 tháng sau thì lúc đó thì em đang làm ở ngân hàng dưới Bảo Lộc á. Xong kiểu em cũng, ông cũng là một phần lý do. Hai nữa là kiểu như là em cũng muốn thay đổi môi trường thì em lên Sài Gòn lập nghiệp. Thì gặp ông ấy thì ông từ quân đội bước ra thì thấy cũng mình hết hồn nữa. Ủa cái lúc đó là em lên trên trại quân đội gặp ảnh? Dạ đúng rồi. Thì em lúc đó là em xuống Sài Gòn này, em ở quận 12 thì anh ở Củ Chi. Thì hai đứa này hẹn nhau đi Long An chơi. Thì mà cái khúc Củ Chi thì nó gần Long An hơn nên là em chạy xuống. Ông bước ra Kêu với em con tin nhắn anh 1m7, em thì mình 1m6 thì thôi quen trai 1m7 cũng được. À, có gì 1m7 mà có cái sao có nhầm người hay không vậy? Rồi qua hỏi anh Duy Khương à? Ừ, anh nè, em trai em phải không? Và lúc đó em mặc mi một bộ đồ ninja hở hai mắt. Em chạy xe máy mà. Lúc đó thì em ra cổng em rất là bất ngờ. Thì em chỉ nhìn thấy được cặp mắt của vợ em thôi. Vợ em mặc một đồ chống nắng ấy, nó hay gọi là ninja. Thì bắt đầu thì em thấy bạn dáng khá là đẹp. Em chở bạn xuống Long An thì lúc mà hai đứa đi chơi thì bạn mới bỏ bộ đồ ninja của bạn ra thì em mới thấy toàn bộ gương mặt của bạn. Đúng đấy. Yeah. Em rất là ấn tượng, em thấy bạn xinh gái hơn ở ngoài rất là nhiều. Ồ, xinh gái hơn trong Facebook luôn. Đó. Đến lúc nào thì em cái kế hoạch của em đã thất bại là bởi vì anh ấy là không thể nào đá được. Tại thì trong thời gian quen nhau thì kiểu anh ấy cũng quan tâm, chăm sóc, cũng là một người khá là nhẹ nhàng. Kiểu như là em thì con gái mà nhõng nhẽo vô cớ, nhiều khi mình biết là mình sai mình vô lý nhưng mà ông vẫn nhận hết là sai phải không á, em đúng kiểu vậy. Tuyệt vời nha. Dạ. Nên là kiểu như là không có lý do gì để chia tay, xong rồi kêu kiểu cứ dần dần qua năm tháng thì tụi em quen nhau đến hiện tại bây giờ là 5 năm rồi. Thì cũng cái suy nghĩ đó thì nó biến mất lúc nào thì em cũng không biết. Cái lần đầu tiên mà đi chơi như vậy á là có tranh thủ nắm tay hay là vuốt tóc hay là hôn má gì không cơ? Anh suốt ngày thì cứ đấy là anh. Dạ có với anh, lúc đó là hai tụi em đi chơi thì cũng đi dạo ở một công viên rất là đẹp. Thì em cũng rủ bạn chụp hình, nhờ người khác chụp dùm thì em cũng tranh thủ cũng nắm cái tay. Thế lúc em chỉ có hôn nhẹ lên trán của bạn thôi. Dạ. Và khi nào có nụ hôn đầu tiên? Nụ hôn đầu tiên là khi đó em qua bên quận 12 chơi, bạn mới dắt em qua công viên Gia Định. Dạ. Lúc đó thì tụi em vừa nắm tay vừa trò chuyện, xong rồi tới một đoạn tình cảm dâng trào thì em đứng lại em nhìn bạn, bạn cũng nhìn em và em trao nụ hôn đầu tiên của em cho bạn. Trao nụ hôn đầu tiên của em cho bạn đó. Của em luôn, của em dành cho bạn thôi. Của em dành cho bạn. Cái cảm giác cái nụ hôn đầu tiên nó làm sao Khương? Dạ nếu mà đường là vị ngọt nhất thì chắc vợ em là tuyệt vời. Ôi tan chảy chưa? Thế còn món quà đầu tiên mà em dành tặng cho cô gái này là gì? Anh ấy làm cho em một cái trái tim mà bằng vỏ đạn á. Xong cái hình là cái tụi em cái hồi mà đi Long An chơi thì ông ấy rửa ra cái hình 4x6 rồi gì đó nhỏ nhỏ, ông dán lên vô xong trang trí kim tuyến đẹp lắm. Em cũng thấy ấn tượng, đèn nhấp nháy, em thấy bộ đồ có khéo tay. Anh ấy rửa ra mấy anh bộ đồ khéo tay nhở? Con tự làm quà không à? Còn món quà gì ấn tượng hơn nữa không Khương? Dạ có. Món quà gì ạ? Cái hồi đó là mới nói chuyện với nhau được 3 ngày à. Thì em lúc đó thì em đang ở quê này, em ở Di Linh. Xong ông ấy gọi cho em là gì chiều khoảng 3-4 giờ em chạy ra ngoài đường lộ nha. Con cháu anh nó gửi đồ cho anh. Thì anh kiểu như anh biết em mới quen thì đâu có nhận quà đâu. Kêu gì vừa mới quen nhau đã nhở vẽ rồi. May mà lúc đó em đang nằm tóc ở ngoài đường lộ rồi, em kêu ok. Xong hôm đó trời mưa, con cháu nó đưa cho em một cái bọc đen thui chắc về này. Em trở về luôn, về nhà em gọi cho ông. Anh gửi cho em gì vậy, nhìn giống bom vậy. Em hỏi mẹ ơi cái gì con chả biết nữa, của bạn con gửi á. Lúc mà cắt nó ra tự nhiên nó phành ra một con gấu 1m6 ra bằng em á, to bằng em á. Thế là làm nào mà nhét được vào ba? Nó hút chân không ạ. Hút chân không? Nó hút chân không, nó ngắt luôn. Thời hạn đó thì em mới quen vợ em thôi. Thì muốn nói chuyện cũng có ấn tượng thì em muốn em gửi cho bạn em một món quà gì đó mà tượng trưng là em ở gần bạn. Thì em có một cô cháu phải cao 1m6. Dạ em. Rồi hai người quen nhau bao lâu rồi cưới? Tụi em quen nhau khoảng gần 5 năm ạ. 5 năm mới cưới á? Dạ đúng rồi. Tại sao lâu dữ vậy em? Tụi em quen nhau khoảng 5 năm tại vì ba mẹ em thì lúc mà em mới quen bạn em dắt về nhà thì ba mẹ em biết là bạn tuổi heo. Thì ba em kêu là thôi hai đứa quen nhau thì đằng nào cũng cưới, đợi bạn được tuổi thì mới cho hai đứa làm cái kết hôn và cưới. Thì khi mà về nhà ngoại em á thì nhà ngoại thì không chịu. Nhà ngoại kêu là con gái cũng lớn rồi nên cưới sớm đi, nên tụi em mới quyết định là năm 2022 thì tụi em đăng ký kết hôn trước. Xong rồi năm 2023 mới đầu năm nay thì tụi em mới tổ chức làm cưới ạ. Nhưng mà cái lúc mà em về ra mắt với bên gia đình của Khương á thì em có lo? Cái ngày đầu tiên về ra mắt thì nó cũng bất ngờ lắm. Thì tụi em đều công tác trên Sài Gòn và quê hai đứa thì cùng ở Lâm Đồng mà. Thì Tết anh chở em về thì em kêu là mới quen nhau thì không có ra mắt nhà trai nhà gái gì đâu, còn anh thích về nhà em chơi thì về. Xong anh cũng ok. Xong rồi nhà anh Bảo Lộc thì nhà em Di Linh Bảo Lộc, thì từ Sài Gòn về thì tới Bảo Lộc trước mà. Xong anh chở thẳng em về nhà, anh ấy đậu chân xe trước cửa xong mẹ ơi con dâu mẹ về nè, mẹ ơi con dâu mẹ về nè. Sao kiểu như lúc đó mình không? Em kiểu cái gì vậy? Kiểu lúc đó mà kiểu mình chưa chuẩn bị tinh thần, quần áo mặc không chỉnh tề gì hết, đi bằng xe mà đi xe máy nữa. Xong kia cũng chưa chuẩn bị tâm lý gì hết, cũng run chứ. Xong thấy ba mẹ với là anh chị ở nhà thì cũng rất là dễ thương, rồi ba mẹ thì cũng hỏi chuyện vui vẻ thôi, nên là kiểu cũng không có áp lực. Hôm sau thì hai đứa kiểu qua lại chơi hai gia đình từ đó luôn. Đến bao lâu thì em mới cầu hôn Trang, và cái buổi cầu hôn đó nó có lãng mạn như trong phim không? Dạ em thì cũng chưa có cầu hôn bạn. Em vẫn kêu là anh chưa cầu hôn em đâu nha, em chưa có cưới đâu. Sau lúc đó là hai đứa đang đi qua Bình Dương để chơi, qua nhà bạn chơi, xong rồi ông cũng chả nói gì hết, ông xong ông tới cầu Hữu Cường, giữa cầu Hữu Cường ông dừng xe lại, ông quay lại ông hôn em một cái. Xong em kiểu như ủa ông làm gì trời, ông cầu máy ông đi tiếp, ông đổ máy cầu hôn đúng không anh? Sao cũng không nói gì hết. Xong rồi mấy ngày sau em vẫn kêu là anh chưa cầu hôn em đâu nha, xong kêu chứ em không nhớ gì hả? Xong kêu làm sao bữa cầu hôn trên cầu Phú Cường rồi đó. Trời ơi. Nhưng mà cũng đáng yêu mà, đáng nhớ mà. Lên cầu hôn là cầu hôn đó. Rồi cưới nhau xong rồi có thấy vỡ mộng hôn nhân không? Bây giờ Khương nói trước đi, cô ấy có những điểm gì mà em chưa vừa lòng hay nói chung đó là muốn thay đổi xấu đó, em muốn thay đổi để cho hoàn hảo hơn. Vậy em thì cũng rất là nhõng nhẽo ạ. Cô ấy mà thích một món đồ gì là cứ nhõng nhẽo đòi em mua cho cô ấy một điều. Không mua thì sao? Dạ. Chuyện gì sẽ xảy ra? Em trước giờ toàn mua cho cô ấy thôi, chứ lúc mà cô ấy đã nhõng nhẽo đã xin rồi, em biết là chắc chắn là phải mua rồi. Đáng yêu thế. Nên là mình phải mua cho cô ấy. Bạn ấy rất chiều vợ. Ngoài ra thì bạn còn có tính là cả thèm chóng chán nữa. Vậy em mà mỗi lần mà lướt TikTok anh là thấy mấy chị gái mà hay đi tập gym mà có body đẹp á, thì vậy em kêu anh ơi, em chắc em xin đi tập gym giống như mấy chị này, dáng đẹp lắm. Dạ đóng tiền 1 tháng. Mà cô cũng quyết tâm mua bộ đồ đi tập gym luôn, trang bị giày đồ. Nhưng mà bao nhiêu ngày? Chắc là một tuần anh ạ. Thế rồi em kêu anh ơi đi làm về mệt quá, xong rồi đi tập nữa thôi, chắc em xin nghỉ. Rồi, còn mới đây nữa, mới đây là cũng coi bạn TikTok luôn anh, thấy người ta hay nhảy dây anh, bắt đầu cũng xin em này mua dây về, về nhảy. Dạ, nhảy được một ngày đầu thì hơi đau chân, thế thôi xin mua thêm đôi giày nữa. Dạ, thì cũng chắc vỏn vẹn khoảng 3-4 ngày nữa thì em cuối tuần em về nhà thì đôi giày với cái dây nhảy là nó một góc rồi anh ạ. Là hiểu được số phận rồi đó. Dạ. Rồi bây giờ còn mang đôi giày đó chứ còn nhảy dây nữa không? Dạ em cách đó khi nào em có động lực rồi em sẽ tập tiếp. Rồi còn cái tập gì nữa không nè? Nữ công gia chánh của ấy ok không? Thì đối với con gia chánh thì cô ấy lúc đầu thì nấu ăn thì cũng không hợp khẩu vị của em lắm. Tại vì trong gia đình em thì có truyền thống là đàn ông hay nấu ăn ngon hơn con gái. Ô, truyền thống hay thế. Ba em nấu ăn rất là ngon, là em cũng học được từ ba. Rồi sau này thì mỗi khi mà về nhà thường em hay đứng bếp không? Đúng rồi. Vậy là anh hiểu rồi đó. Em làm bếp, em nấu ăn cho vợ, vậy thì có giặt đồ cho vợ không? Câu chuyện này cũng rất là dài nha. Lại dài. Em cứ kể đi. Thì bình thường em cũng hay lướt Facebook em xem những đồ thanh lý á chị. Dạ mình cũng tiết kiệm. Thì em nói vợ ơi, người ta thanh lý cái máy giặt này cũng rẻ đó, có 2 triệu mấy thôi, chắc mua về mình giặt đồ cho tiện. Thế em không, nhà có máy giặt chạy bằng cơm rồi, mua chi nữa anh. Và lúc đấy mới là em hay giặt đồ cho vợ ông à. Mà nó nghe là sao không mua cái máy giặt vậy? Tiết kiệm bao nhiêu công sức? Cũng này một thể dục chị ạ. Hả? Thì tấm này là có 2 vợ chồng trẻ mà cũng đâu có nhiều đồ đâu, thì bình thường thì ở nhà thì em giặt, còn nếu mà ông về thì em gom 2-3 ngày cho ông giặt lần. Đỡ đi nhậu chị ạ, đỡ đi nhậu. Đây là chiến lược anh ơi, kiểu chiến lược rồi. Nhưng mà chồng mà tuyệt vời như này có điểm xấu nào không hả Trang? Dạ anh hay nói to chị, chắc em không biết là trong môi trường bộ đội sao, chứ về nhà kiểu hay nói to ấy là em giật mình, với nó kiểu như quét em á. Kiểu như là em đang thải rau vô trong nồi đúng không? Rồi ông kêu đưa em. Rồi em giật mình quét. Làm gì vậy? Hai đứa gây với nhau. Với là anh hay mách mẹ em. Tại vì những lúc mà bạn Trang hay ngủ dậy muộn á anh, thì em sẽ gọi cho mẹ vợ. Mẹ ơi con dâu mẹ vẫn đang ngủ này. Ôi ví dụ như vậy. Mẹ vợ á? Con mẹ mình. Dạ mẹ vợ mách mẹ của Trang. Con mẹ gì? Con mẹ. Con gái mẹ. Làm gì giật mình tưởng con dâu mẹ là mách mẹ chồng là không được nữa này. Không được như thế nha. Là mách mẹ. Rồi. Dạ, mách mẹ em. Em phải đánh thức bạn ấy dậy đi mách thế. Tại vì giọng của mẹ vợ em nghe rất là hay chị ạ. Nếu mà mẹ nói thì em rất là thích. Thì em thì hay nói chuyện với mẹ. Em muốn chọc cho vợ em thôi. Kiểu mẹ em chửi cũng kiểu mẹ em nói thì kiểu cũng vui vui á. Ví dụ như ông đang nấu ăn gọi cho mẹ, mẹ ơi hôm nay con nấu ăn cho vợ con nè, hay là đang nấu nhà, mẹ ơi con đang nấu nhà nè, hoặc là đang ăn cơm đúng không, em chưa ăn xong bắt đầu gọi anh gọi cho mẹ nha, xong kêu anh gọi đi. Sao lại có con rể chính thế nhỉ? Dạ thì lúc đấy là em sẽ được mẹ vợ rất là khen ạ. Nhưng mà có nghĩa là em có thích coi như là cái gì anh cũng mét mẹ hết không? Tùy cái thôi anh. Ví dụ mẹ em có nói, mẹ em kêu mày cứ bắt chồng mày làm hết vậy, mày làm cái gì? Kiểu như anh ấy đi nhậu đúng không? Em vừa về đến cửa thì em ngồi ở cửa, em cũng chưa kịp nói câu gì đó. Vợ chửi anh đi, vợ chửi anh cho vui cửa với nhà đi thì em đâu có chửi được. Tao bắt đầu gọi cho mẹ em, kêu mẹ ơi, vợ con gái mẹ chửi con nè. Trời ơi, cặp đôi này tấu hài thật đấy. Thì hai vợ chồng có mong muốn là người kia sẽ thay đổi điều gì vì mình không? Hãy nhìn thẳng vào mắt nhau và nói với người kia điều mà mình muốn người kia thay đổi vì mình. 12 vợ chồng. Trong thời gian yêu em và cũng cưới em thì bản thân anh rất là tôn trọng và quan tâm về mối quan hệ này. Tự bản thân anh thì rất là may mắn khi được quen em và yêu em. Thì anh cũng chỉ mong em là vẫn yêu anh như hiện tại thôi. Không có mong em thay đổi gì. Không nhỉ, đối với anh thì em rất là tuyệt vời rồi. Rồi cha. Dạ, thì trong thời gian quen anh thì tóm lại là anh cũng là một người chồng tuyệt vời, một người yêu tâm lý. Em cũng chỉ mong anh thay đổi nhỏ thôi. Tóm lại anh thi thoảng ở nhà anh đừng có nói to, kiểu anh hay nói to thì em thấy kiểu như anh hay nạt em á, xong rồi em quạo lại thì hai vợ chồng mình lại mất vui. Dạ. Anh Hường chúc cho hai vợ chồng Khương và Trang nha sẽ càng ngày càng yêu nhau hơn, công việc sẽ tốt hơn, mọi thứ sẽ đều thuận lợi như ý trong cuộc sống. Và đặc biệt là trong năm sau sẽ có một cặp đôi sinh đôi luôn sẽ đến với hai vợ chồng, gia đình của Khương và gia đình của Trang. Lâm Cúc Mai Hồng Vân dòng Hồng Thuận Chi Trang đi gặp Việt Hòa từ cái này. Em nói em đã được tiếng Việt. Hả? Em đã được tiếng Việt chị. Tiếng Kinh chứ hả? Em là người ED. Đó, dạ đúng rồi. Thì đây là em nói được tiếng Kinh, đúng là tiếng mình là tiếng Kinh đúng không? Dạ. Em là Hồ An Nhi, đến từ Đắk Lắk, năm nay 29 tuổi. Hồ An Nhi à? Dạ. Em là nhân viên chăm sóc khách hàng. Dạ. Còn chồng em. Dạ anh Hoàng Thời Gian. Em là tên là Lương Thanh Giang, quê ở Bình Dương. Công việc của em là thịt ngon cũng bắt đới. Giang có cảm thấy đúng không? Vào cái nhà em nói tiếng Kinh dở hơn vợ em. Thiếu gì cho cà pháo tay để cổ vũ cho anh. Chắc có lẽ là lấy vợ là người ED cho nên bây giờ là quen cái tiếng ED. Đúng rồi. Chắc cũng thấy vậy là vậy đó. Nổ bằng cô vợ. Đó. Rồi mời em giới thiệu lại. Em là Lương Thanh Giang. Lương Thanh Giang. Lương Thanh Giang. Rồi tiếp tục. Quê ở Bình Dương. Quê ở Bình Dương. Công việc là thịt ngon quốc tế, công ty La Mason. Đó, đấy rồi. Cái công việc của bạn là gì? Thịt ngon quốc tế á. Cái gì? Là bên công ty thực phẩm á. Thực phẩm á, thịt ngon quốc tế. Thịt ngon quốc tế. Thịt ngon đúng không? Đâu. Bây giờ á chị nói nghe là gì á? Hôm nay rất là vui bởi vì đây là một cô dâu người dân tộc đầu tiên đến tham gia với chương trình, cho nên là anh Thuận anh rất là phấn khích. Và bây giờ thì xin tất cả mọi người một tràng vỗ tay với cô dâu đây đây. Bộ đồ này có phải là cô dâu mặc không ạ? Dạ này là bộ thổ cẩm truyền thống của người đồng bào ED. Dạ chủ yếu là cô dâu thì mặc bộ này là trong cái tiệc mà đi bắt chồng. Mặc bộ này là để đi bắt chồng đúng không? Dạ. Không mặc bộ này thì có được bắt chồng không? Dạ cũng bình thường, mà đây tượng trưng là mình phải mặc là cái bộ truyền thống của mình. Dạ. Có thể kể sơ về cái tục mà bắt chồng á. Bắt chồng là sao? Bắt chồng ha. Có nghĩa là nam nữ mà thích nhau á thì về nhà hỏi ba má, thì ba má cử một người đại diện là qua bên đàn trai hỏi, thì sau khi hỏi là mình đưa vòng nè, nếu mà đàn trai nhận á là đồng ý cho hỏi. Rồi bắt đầu mình phải chịu cái tục là gọi là thách cưới của bên nhà trai. Thế là bên đàn trai sẽ đòi của hồi môn ngược lại bên người Việt mình. Ồ vậy hả? Dạ. Thấy là có tiền mới lấy được chồng. Tức là cái đây là cái phong tục nó còn chịu ảnh hưởng của chế độ mẫu hệ đó. Đúng rồi dạ. Trời ơi ước gì mình được sống cái thời đó. Trời ơi tôi mà sống thời đó chắc bao nhiêu cô gái bắt tôi. Nhưng mà chị nè em thường á là cái phong tục này như mình bắt một người chồng như vậy thì mình phải mất bao nhiêu tiền? Tùy theo bên gia đình chồng, thì hồi xưa quy ra con bò hoặc là con heo, nếu mà nhiều giàu hơn thì con voi. Giờ thì nó quy ra tiền hết rồi. Là cỡ bao nhiêu ta? Giờ chị nuôi coi nhiêu một con? Tại em có hai đứa em thì nó cũng vừa mới cưới. Tại vì hai đứa đều nhà nghèo hết nên là bên gia đình đó thách cưới thì khoảng tầm 40 triệu. Đó là chị là mới hỏi sơ thôi. Sau mình qua thỏa thuận lại hai bên nữa thì trả trước một nửa chẳng hạn, còn nửa nợ khi nào hai đứa tự làm tự trả sau. Dạ. Wow. Nhưng mà cuối cùng thì em cưới ông này là em có phải mất tiền về cái chuyện mua chồng không? Dạ cũng có. Tại vì nó là đợi cuối năm cưới, mà cuối năm nó công việc của em vậy đi làm vậy nó nhiều việc lắm, xong cái thôi nếu mà được tháng sau cưới luôn. Kêu là xin mẹ, kêu nó mẹ không có tiền, anh cũng không có tiền nữa. Thôi bắt đầu quyết định phải em ứng trước đó. Ứng hết luôn. Em ứng hết luôn. Ứng hết nhiêu? Tại vì đợi nó cũng không biết đếm nhiêu nữa, cứ đi chụp hình cưới, đi rút ra cưới, đi xe để lấy tiền đi xe. Biết rồi, tôi hỏi nhiều đặng biết sao không? Đặng hỏi trả chưa? Ta đầu nhỏ dùng đó. Dạ ông nói nè, trả tôi cho đó. Thì đúng là em cưới xong em lời được ông chồng thiệt. Lời lớn không? Nhưng mà sau khi cưới rồi, bao lâu có em bé? Tụi em mới có đây 2 tháng à. Nhưng mà đã có đủ điều kiện để có thể mình đón chào một cái em bé ra đời chưa? Dạ, hai mẹ chồng cũng chuẩn bị rồi. Anh nhìn thấy ông xã em chắc có lẽ là người đàn ông này không bao giờ biết bia, bọt, rượu, chè rồi hết. Dạ có vậy. Lâu lâu thôi chứ là bạn bè thôi. Ông né rồi, ông nói là nếu mà chồng có uống vợ ngăn lại liền, không có cho uống. Tại vì có một đợt mà trên Bình Dương đám giỗ mà ổng xỉn đến nỗi mà em phải chở từ Bình Dương về Sài Gòn. Một tay em cầm lái, một tay em dịp người sang. Trời ơi, vui mà bả. Sáng ra hỏi ảnh đi làm cũng vậy, ảnh làm cũng không giờ đi làm. Ủa, trưa em về ông thấy ông chồng đâu, hỏi gọi điện kêu anh đi làm rồi. Hỏi em hôm qua biết chuyện gì không? Không biết gì hết. Ủa sao về nhà biết được không? Không biết. Cho vợ chở, biết là vợ chở thôi. Mà từ đó là ông cũng thề chắc không uống được rồi đó. Vậy đó hả? Dạ. Rồi, bây giờ mình tới cái phần hấp dẫn đi nha. Nghe, đó là sau khi cưới về bữa nay là 6 tháng rồi đúng không? Dạ. Mọi người có đồng ý là anh chồng quá hiền không? Ngon à. Vậy cái người hiền như vậy thì có tật xấu không? Dạ, ảnh là được xấu thì cũng không có, được cái là thương vợ. Cho nên là từ bữa giờ cưới thì em không phải giặt đồ, không phải lau nhà, chứ không phải làm gì hết á. Anh làm hết? Dạ, anh làm hết. Chỉ có lâu lâu em nấu cơm cho anh thôi. Mà cái là hơi cọc tính thôi. Người vậy mà cọc tính hả? Không, nói những cái câu trống không. Em thì thích ngọt. Ví dụ như câu trống không sao? Giống như ảnh tìm cái khóa thì ảnh không gọi vợ ơi khóa này đâu. Khóa đâu? Trống không. Cái đó em không có chủ ngữ. Không có chủ ngữ, về ngữ là em không có thích. Nghe chưa? Rồi giờ tới ông đó. Vậy em có điều đi làm trong công việc á, như khách hàng nóng tính rồi á. Không biết chữ ai cái giờ cái nhắn tin cho chồng á, chữ chồng vậy đó, coi như là dựng cá chém thớt đó. Được, em là chuyên môn là bị làm cái thớt bị chém á đúng không? Đúng rồi. Làm đi làm về cái chiều ngồi cầm điện máy điện thoại lên phải để ý là hết nhắn nó sẽ được bị chữ rồi. Em bị chữ hoài hả? Cách 2-3 ngày vậy đó, 2-3 ngày cái chửi bằng miệng, không bao giờ thốt nên lời, em chỉ có chửi bằng tin nhắn thôi. Thí dụ chửi sao đâu? Chửi nói chung em cứ lôi cái chuyện là cưới ông rồi tôi này nọ khổ sở vậy đó. Khổ sở đôi khi qua tin nhắn. Mà nhắn dài học luôn. Nhắn dài xong luôn á hả? Chửi chắc đã rồi. Rồi có bao giờ em nhắn lại không? Em hỏi là ủa chuyện gì vậy? Đâu có kiếm chuyện gì đâu mà nói ra này kia. Có vậy thôi. Mỗi lần nhắn lại ông có nhắn dài không? Ổng không nhắn em chửi nữa. Những lúc chửi xong thấy tội nhưng mà về nhà thì em là vẫn ngọt. Chửi nhưng mà vẫn cưng chồng. Cưng được. Trời ơi. Chỉ có nhắn tin thôi là em nhắn những cái tin nhắn của em mà đọc phải thấm. Có thấm không? Thấm luôn vậy. Rồi giờ em mong muốn ông xã thì đổi đi. Ông xã ổng nhanh hơn chút xíu để mà kịp theo nhịp sống Sài Gòn này. Còn em mong muốn vợ em thay đổi gì? Để tính tình thôi. Đi làm mà đừng có nhắn tin đó. Đừng có nhắn tin nữa. Đi rồi đừng nhắn tin đây, chửi chào nó mắng lên nữa. Chửi thẳng luôn, đừng nhắn tin nữa, mệt mỏi. Bây giờ là em phải làm sao cho bé hạ cái việc nhắn tin lại, đừng cho giận lên nữa, tại vì bị ảnh hưởng tới em bé. Bây giờ chị thấy vậy nè ha, em á mặc dù em có sống ở Sài Gòn đi chăng nữa thì là cái cội nguồn á, cái mà gọi là cái tập tục á, mang cái cách sống của chế độ mẫu hệ đó, cái đó là chị nói thực sự là như vậy luôn. Và vợ em á sẽ rất khó bỏ cái chất đó trong người em hiểu chị không? Nhưng mà theo chị thấy là không nhất thiết phải bỏ, là bởi vì như vậy cổ mới thành công trong công việc, và mình phải chấp nhận thôi. Tại vì mình lấy một người con gái dân tộc AD với một cái truyền thống người ta như vậy là mình phải chấp nhận, có nghĩa là cổ sẽ là trụ cột gia đình. Cái đó em phải nhìn nhận thôi chứ em đừng có đòi hỏi chồng em làm trụ cột. Đúng không? Thì mà khi em đã nhìn nhận ra cái điều đó rồi thì em phải thấy rằng á, rồi á, thì em sẽ hiểu được là nếu em đi ra ngoài xã hội, ở ngoài em làm, ở nhà có một người chồng như thế này để sát cánh với con của em thì em sẽ yên tâm. Cho nên là chị nghĩ là em đừng đòi hỏi anh quá nhiều, có nghĩa là sức anh tới đâu anh sẽ làm đến đó. Em hiểu ý chị không? Và em phải nhìn nhận cái điều đó. Đó thì mình thương chồng mình hơn, mình yêu chồng mình hơn, để sau này chi chồng mình á thương con mình, lo cho con mình yên tâm mình đi làm. Chứ sao không? Ok không? Ok. Em hạnh phúc nha. Cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận thì con tên là Phan Chứng Nghiệp, đến từ Vĩnh Long. Nghề nghiệp của con là kỹ sư tự động hóa, nhưng mà hiện tại thì con về kinh doanh cùng với vợ. Vậy hả? Con kinh doanh gì vậy? Dạ, kinh doanh online và bán ở nhà. À, kinh doanh online, bán đồ ở nhà, bán vàng hay là bán gì nè? Em đang định nói. Con bán gì? Dạ, bán đồ ăn, bán đồ ăn vặt. Con tự được quyền giới thiệu về cái công việc của con để người ta biết chứ. Dạ, vợ chồng con thì hiện tại là bán đồ ăn vặt, chủ yếu là bánh tráng phơi sương. Vậy hả? Trời ơi, rồi bữa nay từ Vĩnh Long lên đây. Dạ. Có mang bánh tráng cho cô với chú Thuận không? Dạ có. À, thấy chưa? Một chút mang lên luôn nha. Và nhân đây là tôi cũng xin gửi gắm các cặp vợ chồng. Ai làm cái gì, ai có mang cái gì thì cứ mang trực tiếp lên sân khấu. Tôi với chị Một tôi là không có từ chối. Nhận và khui ra ăn tại chỗ luôn. Đó chị Một ha. Bánh tráng phơi sương em ơi. Nghe mà thèm nước miếng nhảy rong ròng luôn đó chị Một ha. Rồi giờ mời em. Nhiêu tuổi ta? Con nhiêu tuổi? Dạ 31 tuổi. 31. Rồi. Mời vợ của Chứng Nghiệp. Con chào cô Hồng Vân, con chào chú Quốc Thuận. Thì con tên là Đặng Thị Kiều Duyên, con cũng đến từ Vĩnh Long luôn. Thì nghề của con là giáo viên mầm non nhưng mà con cũng đã nghỉ. Và hiện tại thì con với vợ chồng con đang kinh doanh luôn là bánh tráng phơi sương. Rồi coi như là trên mạng hả, đúng không? Làm TikTok đồ này kia đúng không? Đúng là dạ, con bán thì ở trên các cái sàn thương mại điện tử. Thì con bán, sau đó thì hiện tại thì vợ chồng con cũng mở một cái tiệm nhỏ tại cái nhà của mình luôn. Dạ, thì kinh doanh của tụi con cũng khá ổn. Là có nhiêu tiền kinh doanh là con gom con mua này con mua, hay là cái đó là cái của hồi môn mà hồi lúc mà con đám cưới rồi ba má cho ấm mức cái này hỏi cho bằng được đó. Dạ thật ra con còn 10 chiếc vòng nữa nhưng mà tại vì là chị biên tập nó là đeo vô thì nó sẽ bị đụng với cái mít. Đây là đồ của hồi môn lúc mà đám cưới vợ chồng của con có. Vậy đó hả? Là má chồng cho hay là bên vợ cho hay là cả hai ba má cùng cho? Dạ cái này là vợ chồng của tụi con là tự sống. Tức là hai vợ chồng khi mà đám cưới là tụi con tự bỏ tiền ra cưới, tự làm đám hết tất cả. Ba mẹ hai bên là chỉ việc lấy tiền lời rồi xài thôi. Nhưng mà, dạ mời khách lại xong rồi có tiền lời rồi xài, còn tiền vốn thì tụi con bỏ. Là con lấy lại tiền vốn thôi, còn tiền lời là kính biếu ba má. Hay quá. Wow. Nó nghe nè, rồi nó gom nó mua đeo lên người nó hết thì nó không cho con đeo vậy chứ. Có hả? Có kìa, có cái lắc kìa. Thấy cái lắc kìa. Mừng nè, thắc mắc nè, tại sao lại để cặp heo? Hai đứa là tuổi heo hay là đám cưới ngay chân tuổi heo? Dạ không có, tại vì hôm đó đó là đi mua vàng cũng gấp rút đó chú Thuận. Xong cái đi ra người ta bán hết rồi, xong cái chỉ còn có được cái này là con heo thôi. Mà tại vì mình cũng muốn đeo con heo giống như là cho nó trọn trịa. Dạ đúng rồi, nó sung sướng. Ra còn có cái này thôi lấy luôn. Cặp heo luôn, thời ghét quá. Dạ. Về chắc mua cặp dê đeo quá. Là em tuổi dê hả? Dạ em tuổi dê chị. Vậy chị đeo cặp ngựa đó, cặp ngựa. Hai chị em mình đeo dẫn trình vòng son. Rồi bây giờ hai đứa là bằng tuổi đúng không? Dạ đúng rồi. Rồi mạnh dạn đón luôn. Hai đứa là quen nhau từ thời thanh mai trúc mã nè, quen nhau từ thời học sinh đúng không? Rồi sau này rồi lớn lên rồi cưới nhau, chú đoán vậy đúng không? Dạ đúng rồi. Trời lâu lâu đúng được cái mừng muốn xỉu thiệt luôn á. Dạ vợ chồng tụi con thì đồng hành tới nay là 19 năm rồi. Dạ là từ hồi thời lớp 8 thì con chuyển trường ra là học chung xong rồi là chơi thôi, chỉ là bạn thân thôi. Thì tụi con mới yêu nhau và đám cưới tới nay là 6 năm, mới 6 năm đây thôi. Còn bạn với nhau, chơi với nhau thân luôn á là từ hồi thời mà lớp 8 tới nay luôn, là tính ra là 19 năm rồi. Là tổng cộng cả cưới rồi cả quen luôn. Dạ, là 19 năm từ lớp 8 tới nay luôn. Vậy là lúc lớp 8 là Trấn Nghiệp đã để ý cô gái này và làm cái đuôi theo đuổi cổ đúng không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Đầu giờ nói rồi đó, cổ làm sao? Đâu bây giờ phải nói cái cảm giác của con á, khi mà bắt đầu vô cái lớp học đó là năm lớp 8 đúng không? Dạ. Hai đứa vô cái năm lớp 8 đó rồi con nhìn thấy vợ con lần đầu tiên á, là cái cảm giác con nó làm sao, nó rần rần sao mà con đeo tới bây giờ luôn. Năm lớp 8 là con học trước gần nửa năm rồi vợ con mới chuyển trường ra, mới vào lớp của con. Thì ấn tượng đầu tiên thì nè, vợ rất là dữ. Dữ hả? Dạ. Mới vô lớp, cái gu là phải gái dữ hả? Dạ, tại vì mới có cái gì đó trong kia mới chuyển ra đây. Thì là hồi lúc đó là vợ con mới ra là tầm 5 ngày 7 ngày là có đánh nhau. Đánh với mấy chị lớp 9. Trời đất ơi, một mình nó hay là nó có bè có cánh để mà quánh với mấy chị? Có một mình nè, bữa đó đang học trong lớp. Tự nhiên cái bên mấy chị lớp 9 kéo qua đâu mấy người qua cái vào gọi sáp lá cài đánh nhau. Một mình bà đánh với nguyên một dàn bài chị lớp 9. Rồi con có can ngăn không? Không, con sợ quá ngồi không. Trời ơi. Rồi bữa đó có xúc tay gãy gọng gì đó. Dạ, bữa đó là tự nhiên đi qua xong rồi lúc đó mình chuyển trường. Mà cái thời đó người ta gọi là cái thời thủ nhi á cô chú. Giống như thấy người ta chuyển trường ra rồi giống như là lợi rồi nói kiếm chuyện vậy đó. Xong rồi đánh con thì con đánh lại. Mà trong khi đó là ổng là bạn thân của mình á mà ổng ngồi ở trong cái góc ổng nhìn vậy nè. Ổng nhìn vậy là ổng không nói một tiếng nào hết. Dạ, xong đó rồi bắt đầu cái thầy cô xuống thì mới đầu giải tán xong á, cái tới cuối giờ đi về cái giả mới hỏi con chứ hồi nãy mày bị quýnh ở đâu vậy? Mày bị quýnh đau không? Nói rồi nãy sao mày không binh tao? Trời ơi, tao hết hồn quá, tao sợ quá. Lúc đó là đang chơi thân. Ừ. Dạ, mà lúc đó là để ý rồi mà con đâu có biết. Lúc đó là chỉ là chơi, là mày tao bạn bè là chơi với nhau rồi chiều đi về, rủ nhau đi về chung vậy đó. Mà sau này hỏi ra con mới biết là để ý từ cái lúc dạ, từ lúc mới vô luôn. Người ta đó là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ, còn này là thấy chuyện bất bình nhanh chân giọt lẹ. Đó là ổng đó. Bữa đó mình con quýnh mấy người? À, con nhớ đâu như 3-4 người đó, mấy chị lớp 9. Xong cái qua nói là em chuyển trường ra đây mà tại vì chị không có thích em đó. Xong cái bắt đầu đánh con, rồi cái bắt đầu đánh, xong rồi con đánh lại, xong cái bắt đầu thầy cô xuống thì cũng không có thương tích gì hết, không có gì nặng hết. Dạ, như kiểu như là xô qua xô lại đánh vậy đó. Rồi xong rồi cái đi về xong rồi có bị con... chặn đường quýnh tiếp không? Dạ không. Xong rồi tại vì á con cũng có đáp trả đó, cho nên chắc là con nghĩ là nhiêu đó rồi cũng thôi. Xong rồi về con mát mẹ. Con mát mẹ con. Rồi dạ, mẹ sao? Xong rồi mẹ vô, mẹ kiếm, mẹ vô tới nhà luôn, mẹ kiếm, mẹ hỏi tại sao đánh này kia gì đó. Xong rồi phụ huynh ở bên đó người ta cũng nói là con người ta đánh trước thì có lỗi vậy đó. Rồi xong rồi hai chị em xin lỗi qua lại rồi thôi đi học tiếp. Rồi. Dạ, là... Nhưng mà lúc đó là hai đứa là trong tình trạng là mày tao, đúng không? Dạ, rồi đến khi không. Nào thì mới thấy cô nàng này coi như là nổi bật lên và chuyển cái cách xưng hô? Dạ tới giờ cũng còn. Tới giờ vẫn còn. Vẫn là mày tao luôn hả? Ủa vậy nhưng mà lúc nào thì con cảm thấy là con rung động với vợ con, xong rồi con tỏ tình với vợ con? Đó. Đó là cái lúc đó là con đi học đại học rồi. Tại vì ở xa. À như vậy là cái thời tuổi trẻ là chỉ là bạn bè thân với nhau thôi. Mà thích nhau á. Đó, lên có nghĩa là sao cũng phải là 6-7 năm. Dạ. Đúng không? Lên đại học 6-7 năm. Thì lúc nhưng mà tại sao lúc đó là con biết bao nhiêu cô gái đó mà con không theo đuổi, mà con lại theo đuổi cái cô gái mà mình gọi bằng mày mỗi ngày? Cái này cũng không biết nói làm sao. Con biết không? Dạ. Tại vì á, cái lúc đó là khi mà tách ra rồi thì ai cũng có quen hết trơn á, ai cũng có tìm bạn trai bạn gái riêng như mình hết á. Xong cái nhưng mà tụi con vẫn giữ liên lạc, tức là ví dụ như đi về, chồng con đi về từ ở đi học về cuối tuần về là vẫn chở con đi ăn, vẫn ngủ con đi ăn nha, đi uống trà sữa đi ăn, vẫn là mày tao bình thường, mày rảnh không tao rủ mày đi ăn cái này, tao rủ mày đi ăn cái kia. Dạ, xong rồi tới lúc đó là con lúc mà con nghỉ dạy á, con nghỉ dạy thì nói chung tất cả mọi chuyện của con ở dưới Vĩnh Long con đều nhắn tin con chia sẻ, tại vì là một cái người bạn thân với mình mà con đều nhắn tin là con chia sẻ. Thì con nghĩ chắc là trong cái khoảng thời gian, tại vì cái khoảng đó con rất là khó khăn, rồi khi mà con nghỉ dạy xong là coi như là con bước ra con kinh doanh. Thì lúc đó là con buôn bán quần áo, rồi con bán mẹ con là bán quán nhậu, sáng là con phải thức dậy con bán cơm, xong rồi là tới trưa là con bán cơm phần, tới chiều là con bán quán nhậu, rồi con mở shop quần áo, tức là con làm đủ mọi thứ để con kiếm tiền, tại vì con đam mê kinh doanh, con không thích đi dạy nữa. Cái sau đó là mà nó thất bại đi, mình không có kinh nghiệm, mình làm không thành công, xong mình thất bại thì tất cả mọi thứ con đều chia sẻ hết, tức là tối về nằm buồn là con lại chia sẻ là tin á. Dạ đúng rồi, dạ như tao cảm thấy như vậy đó, nhưng mà tao vẫn quyết định là tao làm tiếp, như mọi chuyện mình chia sẻ cô chú. Bao nhiêu nói hết trong nghe. Đúng rồi, dạ bao nhiêu mình nói hết luôn là mình không kể. Dạ đúng rồi. Chắc là từ lúc đó con nghĩ là chắc lúc đó là ổng mới bắt đầu, tại vì lúc đó cũng ở trên chảnh chả cũng có ghệ mà. Dạ, cũng có ghệ, rồi không biết là xù khi nào đó thì không biết, là bắt đầu dạ mới quan tâm lại tới con. Nhưng mà đúng không? Từ lúc mà bạn tâm sự lúc đó con mới cảm thấy con yêu đó đúng không? Nhưng mà lúc đó con đang làm cái gì? Dạ, lúc đó con làm ở công ty ngoài Bình Dương á. Cái làm cái nghề của con đó phải không? Kỹ sư đúng không? Dạ. Rồi lúc nào thì con chia tay bạn kia để chuyển hẳn qua bạn này? Lúc đó là lúc con bị người ta chia tay hay là ông chủ động chia tay người ta? Không, hai người thấy không hợp nữa thì chia tay. Lạnh nhạt đó em. Dạ. Tự nhiên bây giờ trong đầu mình nó có một cái người phụ nữ cái lạnh nhạt. Dạ. Đêm ngày nhắn tin sẽ chia sẻ. Đó rồi bên kia chia tay luôn. Cái người kia cảm thấy ủa sao anh lạnh nhạt, cái tôi lạnh lại. Nó lạnh qua lạnh lại chia tay đúng không? Rồi xong rồi sao đó, rồi mỗi lần mà người ấy chia sẻ với mình, rồi mình an ủi động viên chia sẻ với cô ấy như thế nào? Có ngọt ngào không? Không, tức là em hỏi cái lúc mà bên kia chia tay rồi đó, không có bày tỏ với cô này thì nhắn tin làm sao? Đó, cái lúc mà bày tỏ tình cảm với cô ấy thì nhắn tin làm sao? Dạ, anh cho anh xin phép được chuyển từ tao thành anh được em, đúng không? Hoặc là anh yêu em, hoặc là người yêu ơi, nàng tiên của anh ơi, ví dụ vậy. Lúc con nhắn ngọt ngào không? Dạ không. Cái nhắn sao? Con nhắn bình thường, mày tao bình thường chứ. Nhắn sao nhớ không? Sao đâu nguyên câu đó. Thì nói chung là cái lúc mà con nhắn tin mà để tỏ tình á, nhắn rồi nói là tao yêu mày. Trời ơi, không cũng vui quá ha. Tới giờ còn mày tao mà. Dạ. Bây giờ vẫn còn mày tao. Quen rồi khi mà nhận được cái tin nhắn đó, rồi con trả lời làm sao? Dạ, cái lúc đó là con đang đi làm xong rồi. Là cô giáo đó đúng không? Dạ không, đó là con thất bại rồi. Tức là con thất bại cái nghề làm ăn rồi, con mới đi làm cho chỗ khác nữa. Con đang đi làm theo ca đó, làm theo giờ, xong rồi con mới kêu là bây giờ con không dám về. Con không dám về thì con mới nói là bây giờ nếu mà chạy về Vĩnh Long thì xa quá, tại lúc đó con đang làm ở bên Cần Thơ. Xong cái chồng con mới nói là bây giờ mày đó đi, tao về tao rước mày từ ở trên Bình Dương á cô chú biết không, xách chiếc xe ông ra chạy về tới ở dưới Cần Thơ á, đặng rước con đi về Vĩnh Long. Mà xong cái rước mà trước khi rước con á là có nhắn tin gì nè, nói tao á chạy mình tao lạnh lắm, ngồi sau là phải ôm tao mới chạy được. Xong cái lúc đó là con cũng nghĩ là giỡn thôi, tại vì mày tao từ hồi nào tới giờ. Xong cái vợ trở về chưa đi về nữa, hỏi mày có phim không, cái con mới nói giờ này tối rồi, 8-9 giờ có phim, chừng nào về bảnh, nói chút hài vô có phim. Cái bắt đầu ngủ vô coi phim, trời ơi ta nói con đòi coi phim hài nhưng mà chả đòi coi phim kinh dị đó. Đúng rồi, chiêu đó, chiêu đó chị nè, chiêu biết hết trơn. Đi vô coi phim kinh dị nha, còn nói luôn nè, sợ quá dựa vô đây nè. Con nói trong bụng, trời ơi thằng này sao bữa nay sến súa dữ ta, sao tự thằng ngày đâu có vậy đâu ta. Xong cái bắt đầu lúc đó là về đó, đưa con về tới nhà. Xong là tối khuya nhóm 12 giờ đó mà còn nhắn tin, nói tao nói cái này mày đừng có giật mình. Tao còn nhớ, nó hỏi mày nói gì mày nói đi làm sao. Thật ra tao yêu mày. Trời ơi, một cái lời tỏ tình mà thì nó thẳng thừng như vậy luôn đó chị. Không có một chút gì rung động luôn á chú Thận. Nhưng mà thôi chú hỏi thật nghe, vô con có nhớ cái ngày hôm đó cái nội dung phim nó chiếu gì không? Dạ không nhớ được. Sao mà nhớ, chị tập trung bên này thôi đó. Nhưng mà lúc mà bạn tỏ tình là tao thích, tao yêu mày á, thì con trả lời sao? Con nói mày bị điên hả? Vậy đó hả? Dạ. Cái không trả lời là tao đồng ý hả? Dạ không, con đâu có biết là chồng con nói thiệt đâu. Nhưng mà con có cảm nhận rằng là đó là một cái lời tỏ tình của một thằng bạn của mình không? Dạ chưa luôn, có nghĩa là nó quá bất ngờ đi, có nghĩa tự nhiên nó mới rước mình về, xong rồi cái bắt đầu đi ăn, xong đi coi phim, xong rồi về cái nó nói mình vậy, con cứ nghĩ là thằng này là nó giỡn thôi, thằng này chắc là thằng này nó giỡn rồi, tại vì mình cũng biết là nó đã chia tay cái người yêu của nó rồi, chắc là nó giỡn với mình thôi, thì con chỉ nghĩ vậy đó. Nhưng mà không ngờ bắt đầu từ lúc đó là ông quay xe nha, ông quay xe bắt đầu là thái độ là thay đổi, là chuyển thành là một cái người yêu luôn đó, chứ không còn là bạn nữa. Nhà đi sợ đi ra hẹn mình đi ăn là những cái thái độ ân cần lắm, chứ không phải là như lúc trước nữa. Thì lúc đó con mới cảm nhận rằng là thì ra là ông này ổng nói thiệt. Dạ ổng nói thiệt. Xong rồi lúc đó con cũng đang có bồ luôn. Dạ nhưng mà xong rồi cái giống như là bên kia mình cũng không có thấm thiết, cũng như mình mới tìm hiểu thôi. Nhưng mà cái người này thì mình đã thân thiết quá rồi. Dạ. Ví dụ như giờ đi ăn đi, con nhìn thôi là chồng con biết là con muốn ăn món gì trong cái menu đó, hay là con muốn uống cái nước gì là nó sẽ kêu trước. Thì những cái mà người ta hiểu mình như vậy thì nó hơn là trong cái khoảng thời gian mình phải tìm hiểu cái người kia nữa. Dạ, nói tóm lại là sau bữa đó là hai đứa chính thức yêu nhau đúng không? Dạ đúng rồi, sau bữa đó là bắt đầu để ý, bắt đầu mới có cái để ý rồi mới bắt đầu là từ rồi mới quen dần với cái mối quan hệ là yêu đương, chứ lúc đầu thì con vẫn nghĩ là bạn. Thì đương nhiên rồi, thì phải từ từ chứ. Rồi xong cuối cùng là hai đứa làm sao là yêu? Lúc đó con ở trên Bình Dương, rồi vợ con dưới Vĩnh Long, là yêu xa luôn hay sao? Đúng rồi, lúc đó con xa bao lâu? Bình Dương, dạ cũng mấy năm, 4 năm chú. Trời, với lại dính ngay cái đợt dịch con bị trong công ty hơn nửa năm nữa. 2 năm dịch. Dạ. Rồi chị 16 đó con ở trong công ty. Rồi khi được thả ra hồi đó, rồi hai đứa có sống chung với nhau không? Chừng nào sống thử với nhau chung? Có, tụi con có sống chung với nhau là trước dịch, là cái năm mà bùng dịch luôn đó, là trước đó là hai đứa tụi con ở chung với nhau, là lúc đó là quyết định là đi lên Sài Gòn, là con quyết định con đi học make up để mà con về á, con có một cái nghề. Thì khi mà con đi lên đó là hai đứa quyết định là con lên Sài Gòn, thì chồng của con là ở dưới Bình Dương, thì đang ở Bình Dương, bây giờ lên Sài Gòn chung với con luôn, là mỗi một ngày chồng con phải đi làm từ Tân Phú chạy ra tới Bình Dương rồi tối đi về, là tụi con sống khoảng 1 năm. Khi mà tụi con học xong ra nghề luôn á, ra nghề make up luôn, là con ở tụi sống khoảng 1 năm thì bùng dịch luôn, là bắt đầu con mới về quê trước. Còn chồng con thì bị nhốt lại ở trong Bình Dương 2 năm tại vì dịch đó, không cho ra khỏi công ty cũng không về được. Dạ. Xí anh hỏi chú hỏi cái câu này, chú muốn đào bới lại chút xíu nha. Từ mày chuyển qua thành anh em ha, rồi bây giờ từ cái thân mật á, người từ bình thường là nó rất là bình thường, nắm tay va chạm nó rất bình thường, nhưng mà cái nụ hôn đầu tiên á, nó như thế nào? Cái nụ hôn đầu tiên nó diễn ra như thế nào? Mà nó có lãng mạn không? Chắc hài dữ lắm chứ lãng mạn gì. Hai đứa bạn chơi nhau từ nhỏ hiểu không? Cái tự nhiên giờ hung kỳ, không môi đâu, không môi đâu. Rồi lúc làm sao đâu, kể cái chắc vui lắm ạ. Cường kể hay là vợ kể đây? Thôi cho vợ con kể. Sao nhớ không? Dạ bữa đó đó con nhớ là bữa đó là đưa con đi về, bữa đó đưa đi về đi làm, con đi làm xong rồi rước con về thì cũng tới 9 giờ con mới tan, xong rồi con mới đi về, cái đưa về tới nhà cái xuống, cái con kêu gọi về đi, cái bắt đầu đứng hoài luôn, mà đứng mà dòm vậy nè, dòm vô trong nhà coi mẹ con ở đâu. Cái bắt đầu con nói ủa con mắc cái gì mày không về, mày đứng hoài vậy, mày đi về cho tao đi vô nữa chứ. Cái nói lại nó nghe nè, lại đây nó nghe nè, cái cậu nói cái vụ gì thì nói đi, lại đây. Cái bắt đầu lại, cái bắt đầu á hả, chả hung một cái, bắt đầu cái đi xe lên xe hí đi về mất tiêu luôn. Mà hung má hung môi? Dạ đi hung môi xong rồi về mất tiêu luôn. Mà nhanh không? Nhanh luôn, chớp nhớt. Làm mà ta nói chưa kịp nhìn nữa là ở đây đề xe là đi về mất tiêu luôn rồi đó. Cái đó là hửi môi chứ không. Không, hung giống như là hung lén xong phải chạy liền, nó sợ rồi nó thay đổi ý kiến, nó quýnh hay gì đó, đóng dấu gì đó. Đúng rồi. Ủa, nhưng mà lúc đó là đã thân mật lắm chưa? Dạ lúc đó là có nghĩa là đã quen rồi, cũng đã quen với cái mối quan hệ là mình yêu nhau rồi chứ mình không còn là bạn nữa. Dạ nhưng mà thì từ nào giờ mình đi chơi thì mình cũng nắm tay, mình cặp kè rồi là chuyện bình thường. Nhưng mà hai đứa bạn mà để mà hung nhau á là nó là một cái chuyện nó rất là nó hề hước. Dạ, đúng rồi, nó hề hước. Nhưng mà cái lúc mà nó phóng xe đi rồi lúc đó con đứng lại cái cảm giác con sao? Dạ mà con lúc đó con thấy mắc cười, nó con thấy là tại vì mình biết là chồng của con là một cái người nó không có một chút gì lãng mạn, nó cũng không có một cái gì mà tình tứ gì hết á. Nó thiệt thà sao nó vậy đó. Tới chừng mình thấy hung xong mới mắc cười, xong biết lắm về mở điện thoại ra thấy làm sao hỏi con thấy làm sao rồi con nói thấy con nói không thấy gì hết trơn, chưa kịp gì trơn, chảy mất tiêu rồi. Nhanh quá. Dạ vậy bữa sau làm lợi nha. Còn bữa đó con về con ngủ được không? Về đó bữa đó nhắn tin cũng cả đêm. Cái chưa đâu ngủ được đâu, đúng không? Tê tái luôn đó. Là sau cái nụ hôn đó là cái cảm xúc về bạn này là khác hẳn đúng không? Không có giống như ngày đi học nữa đúng không? Tự nhiên giờ có một cái gì đó nó ngộ đúng không con? Đúng không? Thế nó lạ lạ. Như vậy là sau đó là hai đứa dọn về sống chung á đúng không? Dạ đúng. Sống chung mà có làm ăn chung không? Dạ không, lúc đó thì tụi con chưa có kinh doanh như bây giờ. Cái nghề của tụi con là tụi con mới phát triển là từ hồi hết dịch á, là khoảng 1 năm nay thôi. Còn hồi lúc đó sống ở trên Sài Gòn là con ban ngày thì con đi học make up, còn chồng con thì đi làm ở Bình Dương. Xong rồi cái tối về thì hai đứa là mới ở chung, là đi vòng rồi chơi gì đó. Thì để con học xong cái make up của con á thì con tính là ra nghề. Sau đó thì con cũng mua máy mua ảnh các kiểu để tính là chồng con là sẽ không đi làm nữa, thì dạ đúng là chụp hình đó. Hai đứa là dự tính như vậy, nhưng mà cuối cùng là cái nghề nó không chọn mình. Dạ cuối cùng là mình bẻ. Tức là hai đứa hùng với nhau. Lúc đó là ông nghỉ Bình Dương. Dạ lúc đó về chưa định... Tại vì tụi con không có vốn, tức là chồng con phải đi làm rồi mới sắm đồ từ từ, tại vì máy ảnh đồ thì nó mắc lắm, mấy chục triệu lần, rồi đi làm sắm từ từ, mỗi lần là lãnh lương sẽ sắm một cái ít vậy đó. Rồi cuối cùng lại là không được. Dạ đúng rồi, cuối cùng thì lại là không làm. Thì nói tóm lại là hai đứa quen nhau vậy là gia đình rất là đồng ý đúng không? Có ngăn cản gì không? Dạ lúc đầu á thì bên ba mẹ con cũng nói là giống như là bạn bè mà để mà giống như mẹ con cũng khuyên là ví dụ như phải suy nghĩ cho kỹ, tại vì á từ một cái bạn á mà mình lên tình yêu thì được, nhưng mà từ cái tình yêu á mà mình hạ xuống làm cái tình bạn á thì không được. Mẹ nói thí dụ như đừng có nghĩ là tại vì mình mến nhau quá rồi mình đến với nhau, phải thật sự là yêu nhau. Mẹ nói là nếu như mà mày không khéo á là coi như mày với nó không còn làm bạn được, thì nếu như mà ông ấy thì từ chối khéo. Mẹ nói vậy, còn nếu như mà xác định mà đã yêu rồi á thì là hai đứa đi luôn, tại vì cũng hai bên cũng biết nhau hết trơn rồi. Là có nghĩa là xác định rồi á là hối đám cưới luôn đấy phải không? Bên ba má con cũng vậy gì? Dạ. Tại vì nhà cũng gần. Vậy hả? Rồi vậy là sao, cái đợt đó là cưới luôn hả hay sao? Dạ không, tức là tụi con quen nhau cũng tới nay, cũng từ lúc yêu tới nay chắc cũng 6 đến 7 năm rồi, mà tụi con mới cưới hồi tháng 9 năm rồi. Mới đây thôi. Dạ đúng rồi, tụi con mới cưới đây thôi. Tức là tụi con là chỉ có về Sài Gòn, tụi con về thành phố Hồ Chí Minh là làm chung cái công việc làm make up với là nhiếp ảnh thôi đúng không? Hay là sau đó là có quay lại Sài Gòn nữa? Dạ không, từ cái đợt dịch đó là con học ra nghề xong là tới đùng dịch luôn thì là lúc đó là con mới về quê. Còn chồng của con thì vẫn tiếp tục vẫn đi làm ở Bình Dương. Tại vì định đi làm là kiếm một số vốn nữa thì mới về, tại vì đồ dụng cụ mua rất là nhiều tiền. Cái sau đó thì đi làm ở Bình Dương là chồng con ở đó luôn, coi như là không có về được luôn. Thì con ở dưới này thì bắt đầu là dịch tới thì con mới bắt đầu buôn bán. Thì dịch cái bắt đầu con mới nghe thấy là buôn bán đồ ăn được quá, thì mới đầu con mới nhập cơm chế chà bông, con nhập bánh, con đi giao, ở vòng nội ô vậy đó. Rồi xong rồi bắt đầu con mới chuyển qua là mình nhập bánh tráng. Thì từ lúc đó là con bắt đầu bán trên những cái sàn TikTok rồi đó, là bắt đầu con quay, con like, lúc đó là bắt đầu con phát triển. Thì khi đó là con bán một ngày cũng vài trăm đơn. Thì lúc đó thì chồng con vẫn ở Bình Dương hỗ trợ, tức là chồng đi làm xong rồi tới khuya á, vẫn lên máy tính làm đơn xong rồi gửi cái mã đơn đó về cho con để con in ra con dán lên hàng. Đó tức là hai đứa đồng hành với nhau như vậy. Thì cuối cùng á là hết dịch thì có hai đứa mới bàn bạc nó là làm như người ta hoài thì cũng vậy. Thì cái mộng của hai đứa là mình muốn khá hơn, mình muốn phát triển hơn, thì bắt đầu là quyết định nghỉ. Thì lúc đó là chồng của con mới nghỉ luôn, tức là hết Tết, vừa Tết lãnh tiền công ty rồi xong là nghỉ luôn, là hai đứa bắt đầu về làm luôn. Làm luôn tới nay luôn. Lúc đó là tự nhiên mình lại quyết định mình nghỉ một cái công việc mà trước giờ là mình làm, mà bây giờ mình nghỉ thì mình chuyển một cái công việc đó là đi làm phụ vợ mình đó. Lúc đó có cảm thấy tiếc nuối không? Có đắn đo không? Đó cũng có. Tại từ lúc mà con nghỉ còn làm tới lúc nghỉ là cũng gần nửa năm mới quyết định. Tại vì lúc đầu thì ngày làm mình làm chỉ có vài chục đơn thôi. Thì con làm, con vừa gửi đơn về cho vợ ở đây, cho đóng đơn để gửi cho bên vận chuyển. Thì từ từ cái số lượng đơn nó nhiều lên, ngày 300 rồi 500 rồi 700. vợ con làm đâu nổi nữa, nên hai đứa mới bàn bạc là thôi quyết định là nghỉ luôn, nghỉ công ty rồi để lấy số vốn nó về. Rồi bây giờ trung bình là ngày nhiêu đơn? Dạ, bây giờ hiện tại bây giờ thì có ngày ế thì cũng 300, 500, còn ngày nào nhiều thì cũng 1.000 hơn. Cả ngàn đơn luôn. Hôm nãy giờ chuyển qua bán bánh tráng trộn với thiệt á. Bánh tráng phơi sương. Bánh tráng phơi sương ha. Cái khoảng thời gian mà hồi năm ngoái là cái khoảng thời gian đỉnh điểm là cái món mà nó hot lên á, là một ngày tụi con nổ 5.000, 7.000 đơn. Trời, sao mà chạy kịp? Dạ, nhân viên của tụi con là 20 mấy đứa. Nhân viên là tụi con tuyển liên tục 20 mấy đứa, tuyển xong rồi nghỉ, tuyển xong rồi nghỉ, đặng là phải chạy, nhưng là người ta làm chạy đơn như mình nó làm không nổi luôn á. 20 mấy người mà lúc đó làm là từ sáng là tụi con là 7 giờ là con đã mở ra, con phải làm, con kéo cho tới tối 8 giờ là mới bắt đầu đóng. Là con cũng sợ hàng xóm mà cái tiếng băng keo á, nó kéo con sợ hàng xóm người ta thương đó. Dạ đúng rồi, phiền hà mình á. Mà thôi vậy chúc mừng hai đứa quá rồi. Có nghĩa là bây giờ tụi con á, cuộc sống á, là đầy đủ ha, rồi có thể lo được cho gia đình hai bên luôn đúng không? Đó. Rồi thôi giờ vô cái phần kia, vô kia đi chị ơi. Như vậy là vui vẻ quá rồi. Với lại thanh mai trúc mã là cũng hiểu nhau quá rồi. Vậy chắc về nhà ở với nhau. Mới 9 tháng chắc chưa có tật xấu gì lòi ra đúng không? Dạ có đầy luôn. Có đầy luôn. Dạ. Chồng nói trước đi, nãy giờ nó căm họng đó. Con nói chứ làm gì có sự ấm ức nhẹ. Đúng rồi. Chắc ở nhà chắc tại vì cái phận cũng là chắc cũng dưới cơ cái này chủ đúng không? Đó, dưới cơ cho nên ấm ức lắm. Bữa nay khui đi con. Đó, có bao nhiêu tật xấu? Vợ con nó còn dữ không? Móc lại cái dữ của nó từ 10 mấy năm trước đó con. Đã từng đánh đàn chị thì ở nhà có đánh đàn chồng không? Có đánh đàn chồng không? Có đánh đàn dưới không? Đó. Dạ có. Vợ con còn dữ lắm, nói tiếng trước tiếng sau là bụp con rồi. Ủa sao con luôn hả? Dạ, tí thêm một cái nữa là vợ con là nói chung là làm cái công việc này thì stress rất là nhiều. Có những ngày ế hay là này kia nữa là vợ chỉ ôm một mình thôi, chỉ như tìm ra cái giải pháp, không có nói với con, không có tâm sự. Chừng nào mà tìm ra được rồi mới bay lại kêu anh vậy nè em tính vậy nè nhưng mà tự tính. Dạ tự tính xong rồi xong mới lại nói với con là như vậy coi được hay không, rồi con cũng thèm nói chuyện luôn. Rồi quay ra hai đứa cãi nhau, mới nói câu trước câu sau bay lại bụp con rồi. Bụp luôn. Rồi có bụp lại không? Dạ không. Mà bụp đó là bụp nặng không hay là bụp yếu thôi? Thì nói chung là quýnh cũng vui, quýnh cho vui vậy đó. Là vợ con như vậy là có một cái tật gọi là vũ nữ đó đúng không? Người ta là vũ phu còn vợ con là vũ nữ. Ôm cái gì cũng ôm vô rồi tự suy nghĩ rồi tự tìm ra rồi mới xong rồi mới nói với con. Mệt, đúng không? Tự mệt, tự áp lực, tự cọc, tự nổi điên, rồi tự đánh chồng luôn. Con kể coi cái lần mà nó đánh con mà con bất ngờ nhất là cái lần nào? Có cái lần đó là con nhân viên con nó làm sai đó, con mới la nó. Cái bắt đầu tối lên phòng hai vợ chồng cãi nhau, cãi qua cãi lại, con đang nằm cái bay lại quất con vô đây nè, hai bé sườn nè, đau luôn. Con chạy xuống con mét mẹ. Mẹ con hay mẹ? Mẹ vợ, tại con ở nhà bên đây để làm, thuận tiện để làm á. Rồi mẹ vợ con sao? Binh con hay là binh vợ con? Con nói con xuống con nói mẹ giờ nó quýnh con đau quá chắc mày đi chụp CT quá. Rồi mẹ sao? Mẹ nói trời mày đi chụp đi rồi đem cái tỏ thuốc về đây. Mẹ trả tiền. Bây giờ mà không biết nói sao tại vì mẹ quen rồi. Tối tầm nghe đùng đùng là mẹ biết cái trên đó là làm gì trên này đó. Trời thương quá. Vậy là mẹ lúc nào cũng chuẩn bị một cái số vốn để cho nó đi chụp CT uống thuốc á. Nhưng mà nè, bây giờ mới đánh hay là trước đây đã đánh rồi? Dạ mà bây giờ mới đánh. Hồi trước con có nhớ là cái ngày đám cưới á, con có bị ba đánh không? Dạ không. Không có đánh đúng không? Dạ không. Đó, bây giờ mới đánh. Dạ. Tức là từ 9 tháng đổ lại đây khi mà con đã trở thành chồng của người ta đúng không? Thì lúc đó con mới bị đánh đúng không con? Dạ. Đó, tội nghiệp ghê không? Hồi đó là lúc trước khi lấy con là ốm hay mập? Dạ ốm, cũng ốm y chang vậy đó. Đánh ghét mà nhỏ lớn nổi. Rồi hai đứa có em bé chưa? Dạ chưa hả? Cũng đang để. Là được quyền đánh nữa đó, nó đánh. Tới khi nào nó có em bé chắc hy vọng là nó ngừng đó con. Tại vì mệt quá, không đánh nữa. Ủa mà đánh ngày nào cũng đánh luôn, đánh mà không có chừa ngày nào luôn hả con? Bữa nào nó cáo lên là nó đánh không? Lễ Tết nó có cử cho con 3 ngày Tết không? Tết nhất gì cũng vậy nè con, Tết nhất cũng như ngày thường. Trời, có lúc nào mà con nổi cơn điên con đòi chia tay với nó không? Dạ có. Ai đó? Đó, lúc mà mùng 4 Tết gom đồ luôn. Dạ đi lên sách 4-5 cái bọc bỏ đồ vô rồi đi về nhà mẹ. Tại sao? Tại con quýnh. Quýnh cái tổn thương quá rồi. Đầu năm đầu tháng bị đánh. Rồi nó muốn khóc luôn kìa, nó xúc động kìa. Thiệt. Cũng như nhìn được đôi mắt xúc động á. Dạ con như là nhà của con á thì ở ngay thành phố, thì khi mà con làm nó sẽ thuận tiện cho shipper nó đi vô nó lấy hàng. Còn á, nhà chồng con á thì ở rìa vô chút xíu, chạy vô khoảng 10-12 cây nữa. Thì cho nên là tụi con quyết định là chọn cái nhà của con ở ngoài này để mà hai đứa làm cho thuận tiện. Đó, xong rồi bắt đầu hôm Tết đó là hai bên ba mẹ đi chơi hết trơn. Xong cái hai đứa ở nhà, cái con mới đòi đi Cần Thơ. Cái nó không chịu, chồng con không chịu. Chồng con nói giờ này nắng nôi đi bển làm gì, có gì đâu chơi mùng 4 Tết. Mà nguyên một năm làm là tụi con chỉ có thể nghỉ được mấy bữa Tết thôi, chứ tụi con đâu có nghỉ được bữa nào. Là phải làm xuyên suốt. Cái xong cái bắt đầu cái con kêu hoài không đi mà nằm ôm điện thoại hoài. Cái bắt đầu con giận. Con giận lên bắt đầu là con bính. Con bính con nói hả, lúc mới yêu thì đẹp ưa biết bao nhiêu. Ngày tháng mới yêu thì đẹp ưa biết bao nhiêu. Tới bây giờ là đối xử như vậy đó. Xong cái bắt đầu hả cũng cự lên. À, bắt đầu là con bay vô con quýnh liền, cự con là con quýnh. Con nói hả bây giờ đối xử như vậy ra không có ai ở nhà, bắt đầu hả ăn hiếp rồi này kia. Cái bắt đầu hả đùng giận lên, nói con á mày á hả, mày không phải là vợ tao, mày quýnh tao như là hả con không đẻ vậy, mày không phải vợ tao. Xong đi lên lấy 4-5 cái bọc bự bự vậy nè, mở tủ ra gom đồ, gom nón, gom giày xách xuống. Dạ cái nó nói bây giờ tao không ở với mày nữa, tao đi về nhà tao. Nó nói con vậy đó. Chồng con nói đi về nhà tao, cái nói cái câu nói vậy nếu mà mày đi về thì mày điện cha mẹ mày qua đi, tại vì bây giờ mình cưới hỏi có cha mẹ thì thôi bây giờ tao điện cha mẹ tao về. Cái bắt đầu tao không cần điện, tao tự giải quyết. Chồng con nói con vậy đó, tự về luôn. Dạ, tao tự giải quyết. Nhưng mà Trấn Nghiệp bây giờ chú hỏi nè, tại sao chú hỏi thiệt nha, tại sao con không phản kháng lại, tại sao con không coi như chống cự lại mà con đứng im để cho vợ đánh? Tại vì con thương nó quá. Thương quá. Dạ. Tại vì thương quá. Chứ cái cơn nó lên nó giọng một cái cách là coi như xong hàng rồi, đúng không? Nhưng mà nhiều lúc á, có nhân viên hay hoặc là có hàng xóm này đó rồi, cái thân trai của mình đó, con cảm thấy con bị tổn thương không? Nhân viên con thấy biết nó quen luôn rồi. Mỗi lần mà hai vợ chồng con mà cãi lộn là nhân viên con nó ra sao hết, nó đi hết như nó không nghe, không biết gì hết. Quen rồi, trời ơi, nó còn cắt cược nữa đó cô Dân. Dạ nó làm sao nó cắt cược đó cô. Nó nói là bây giờ mày bắt ai? Rồi nói giờ tao bắt chị Duyên, còn mấy đứa nói tao bắt anh Nghiệp. Cá cược luôn cô. Nhưng mà cô hỏi này rồi, ngoài cái tật mà nóng tánh nó ra thì nó còn cái tật gì nữa không? Còn cái tật nữa nè, mỗi lần mà stress vô là con thấy vợ con cầm cái điện thoại lên, cầm điện thoại lên là con mệt rồi đó. Tại vì cầm điện thoại lên là 5-7 ngày sau là shipper tới nó kiếm con không à. Sao vậy? Đặt đồ, mua đồ ở stress lên mua đồ dữ lắm. Tức là bà xả stress bằng cách là bà mua đồ trên shop, mua đồ online đó em. Đó con một lần vậy là con trả hết nhiêu tiền? Cũng là cũng tùy, cũng nhiều lắm mà. Mỗi ngày là phải từ 5 tới 7 người lại giao một cục hẹn vậy cũng phải là bèo lắm, cũng phải 500, 700. Tại sao bà không trả mà để con trả? Dạ, bởi vậy tiền con là làm xong lấy hết mà tới thanh toán là con phải trả tiền. Có tiền đâu trả? Tiền của con lấy ở trên mấy cái shop vậy. Vợ nó stress đó em, nó không cần biết, nó chỉ biết nó đặt đơn cho nó đã rồi nó bớt stress thôi. Ai trả tiền kệ. Nhưng mà sau khi nhận mấy cái đồ đó rồi, con thấy vợ con có thay đổi trạng thái không? Có còn stress không? Dạ không, nó nhận đồ, nó mua đồ là nó thích lắm. Vợ con mua đồ là vui, nhưng mà mỗi lần stress mà mua đồ rồi chở đi chơi cho nó giải tỏa, nó đi ra ngoài để giải tỏa vậy đó là vợ sẽ bình thường lại. Cái cách mà giải stress của vợ con là con phải trả tiền, chứ vợ con trả tiền là nó stress nặng hơn, đúng không? Rồi bây giờ tới còn cái nào nữa không? Dạ chắc hết rồi. Tạm hết hả con? Vì trong hai cái đó con mong vợ con thay đổi cái gì cho thay đổi luôn đi em, sẵn chồng nó đang hứng thú. Nói vợ con đề nghị vợ con thay đổi cái gì? Chắc là đề nghị vợ con là bớt giữ lại, bớt đánh còn lại là được. Bớt đánh còn lại, đúng không? Còn mua đồ cũng là tiền của vợ con, tại vì tiền về đó cô lấy tiền của con đem ra con mua thôi. Cái kia kệ nó, đúng không? Kệ mua thì con cũng lấy tiền, nhưng mà ý là vậy nè, con có nhắn với vợ con luôn không? Nếu mà em bớt đánh anh lại, chứ để đến lúc mà anh dằn không được á, anh quánh lại em một cái lỡ em thương tích gì á thì là anh hối hận lắm, đúng không? Đó, con nói với nó đi, con nói với nó đi. Nói đi. Nhìn mặt con sợ. Thiệt. Nói đi, cơ hội đó. Thì anh mong là mốt em mà có giận bớt đánh lại. Hay đừng đánh anh nữa. Đó, đừng đánh anh nữa. Phải nói tiếp theo phần sau nó mới sợ. Nói đi. Dạ mà lỡ mà không mình đánh mà anh mà bữa nào mình có nóng lên thì anh không có kìm được là anh không biết cái hậu quả gì sao nữa nghe em. Thôi thôi, chiều đó nó phải nói vậy vợ nó mới sợ. Rồi đó, phần của chồng. Bây giờ tới con đó. Ổng có tật xấu gì không? Hay là thấy ổng hiền quá à? Dạ, thấy hiền khô rồi, vậy đó. Chồng con hiền nhưng mà chú Thuận thấy vậy chứ cọc lắm. Cọc? Dạ, tính lắm. Nhân viên nhà của con á nha, sợ chồng hơn sợ con. Tuy là cái miệng con bếp xếp con vậy đó nhưng mà không sợ. Nhưng mà ha, làm mà thí dụ đơn từ nha, là chỉ cần ha, nó vô kiểm, chồng con vô kiểm đơn. Ví dụ như hôm nay in 1000 đơn, nhưng mà sau khi giao shipper á, người ta báo cáo lại ví dụ như có 999 đơn đi, còn góp một đơn, kiếm không ra đi, nhân viên làm mất là bắt đầu là tới số nhân viên liền đó, là cọc rồi, đúng không? Dạ cọc liền đó, dạ là bắt đầu ha, là ít nói lắm nhưng mà đi xuống là bắt đầu nhìn một cái là nhân viên con là nó sợ liền. Đó, bắt đầu hỏi là phải đi tìm không ra là trừ tiền, là sẽ trừ cái tiền đó vô tiền lương. Đó là nhân viên của con là cứ chạy theo, chị cứu em với, chị cứu em với, rất là cọc. Nhưng mà có một cái nữa là cô chú biết không, khi mà cọc á, không có kìm được cái lời nói của mình á, nên nhiều khi á nhiều khi là nói ra là tối lên phòng là con cự là con đánh lộn với nhau vụ đó. Nhiều khi tại mình nói là anh thuê nhân viên, mình bỏ tiền ra mình thuê, tụi nó cũng mới có 18, 19 thôi. Thí dụ như cái gì mình dạy nó chứ mình không được nặng lời. Thì chồng của con nhiều khi á, là cọc á, cái bắt đầu nặng lời với nhân viên á, nói nặng lời con không chịu. Con nói mình cái gì mình từ từ mình dạy, mình không có nặng lời với nó. Tại vì nhân viên mà mình phải dạy, mình phải từ từ, mình đào tạo từ từ chứ. Đó, xong bắt đầu cự lộn. Nói tóm lại là chồng con cọc. Dạ, con nhớ nghe. Dạ. Nó đã cọc với con cái lần mà nặng nề nhất á, là nó cọc cỡ nào? Cái lần mà nặng nề nhất luôn đó là hai đứa mà cự lộn đó là đập đồ. Là họ đợt đang cầm gì trên tay con không nhớ ta, cái cục gì hay là cái nắp điện thoại gì đó, mà bắt đầu là cự lộn là con đánh á, con đánh là bắt đầu tức quá, bắt đầu á hả là la là trời đất ơi, là bắt đầu cầm cái cục đó là giục xuống đất vậy đó nghe, rồi bắt đầu hả đứng dậm bịch 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 vậy đó. Dạ chứ không có đụng gì tới con hết. Là chưa đụng đó phải không? Chưa đụng đó. Dạ chưa, không đụng gì tới con hết, là bắt đầu là hả làm đùng 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 lên mà cái mặt là nhìn thấy là tức xanh mặt mày hết trơn luôn đó. Là lúc đó là con thấy dữ nhất, thấy dữ quá thì thôi cái mình cũng ngồi im. Mình cũng ngồi im. Ê, nói gì nói làm gì ngồi con cũng ngồi im nha. Tại vì con biết trời ơi chuyến này không được rồi. Mình là cương lên là chết. Cọc coi như là thể hiện luôn. Dạ. Chứ không có kiềm chế. Dạ. Đúng không? Rồi. Dạ. Tại vì kiềm chế là em là nó mệt lắm á. Dạ. Là nó mệt lắm đó nghe, lên máu đó. Đó. Rồi bây giờ còn cái tật gì nữa? Không, hỏi thì có bao giờ cọc với mẹ của mẹ vợ chưa? Dạ. Ở có. Trong nhà vậy có nhiều khi cọc với mẹ vợ chưa? Dạ có. Có cãi không? Dạ có cãi nhau. Điều gì kể nghe coi. Cái đợt con mới gần đây nhất thì con với mẹ vợ cũng có cãi nhau. Dù gì con? Buổi đó là nhớ là con lúc đó là con đi tắm. Buổi chiều đi tắm thì ở đây con đang tắm ở trong nhà tắm là con mới vô à. Ở ngoài đây nghe cha với mẹ là chạy là sạch thì nói này nó tắm lâu này kia đang. Buổi chiều là mấy đứa nhân viên nó lại nó làm nó bán quán cho con nữa đó. Thì nó cũng vào nó tắm ở trong đó. Thì con mới vô mà cha mẹ không biết tưởng con vào lâu rồi, nói này nó lâu lắm này. Rồi hồi con vừa ra con tức quá con đi ra. Rồi mẹ con mới nói là đàn ông trai gì vô nhà tắm tắm lâu ngủ trỏng luôn. Con mới nói là con mới vô mà chứ con hồi nãy giờ con chưa có tắm, con chưa gội đầu luôn, con nghe mẹ nói con đi ra luôn nè. Cái con mới cũng bạo lên, con nói là mấy mốt con không có tắm rửa gì nữa chứ con đã dơ luôn. Cái mẹ mới nói là mẹ dơ kệ mày, mẹ không tắm kệ mày chứ tao có gì đâu mà mày nói. Bắt đầu mẹ mới giận. Mẹ giận mẹ không nói chuyện với con mấy ngày. Vậy hả? Dạ. Đó là cái lần mà cọc với mẹ coi như là con có tắm không? Đã vậy không tắm luôn. Mẹ tắm. Nó ui mày tắm cờ không tắm cờ cái mày hôi mày không mày vợ mày hửi chứ bộ tao hửi ha. Vậy thôi đó. Cọc nhất với mẹ luôn đó. Rồi bây giờ thì sao? Ngày cô, hai ngày con giận mấy ngày. Bây giờ thì sao? Hết chưa? Dạ hết, tại mẹ cũng tính vậy chứ tính nóng. Con tự động làm quà hay sao? Dạ. Con xin lỗi mẹ con. Thì có nghĩa là chắc chắn con sẽ giận chồng con mấy ngày luôn đúng không? Dạ đúng rồi. Dễ gì không giận. Con đợi mẹ chồng con ra, với cha chồng con ra con mét liền. Con chạy theo con mét liền. Rồi hả lúc mà cự lộn con nói vậy nữa nè, mẹ đừng làm con nóng. Nói với cái mẹ câu đó mẹ mới giận. Đúng rồi, câu đó mẹ mới giận. Ông kể mà ông kể chưa hết. Ông kể chưa hết. Mẹ đừng có làm con nóng nha. Mẹ đừng làm con nóng nha. Chính cái câu đó mà mẹ con nóng. Đúng rồi. Xong cái bắt đầu hai mẹ con hả không ai nói chuyện với ai luôn. Con bắt đầu con đợi. Mẹ con là tại vì là mẹ chồng của con, cha chồng con là thường là tối nào cũng ra hết trơn á. Ra dù cắt xài, cắt cóc, con làm bán bánh tráng trộn, chế trộn đó rồi bào xài, rồi lặt rau răm, rồi là phụ. Đó cho nên đợi con đợi vừa ra tới là con mét liền. Dạ con chạy theo con mét liền. Xong rồi cái bắt đầu hả mẹ chồng con theo xin lỗi mẹ con, nói là coi nó từ từ dạy vậy đó chị xui ơi này kia. Xong cái bắt đầu hả con mới nói là bây giờ á mày cứ vô mày xin lỗi mẹ tao đi, chứ mẹ không xin lỗi mẹ tao là tao không nói chuyện với mày luôn, chứ sao mày nói mẹ tao vậy. Cái bắt đầu hả xong cái tới khoảng dọn dẹp quán trên khoảng 11 giờ, cái con gình nha, cái con thấy mẹ con đang lau nhà, cái bắt đầu ổng đi theo sao ổng chích tao đít vậy nè, cái em đi tới cái em quay vô, cái em đi ra, cái em nói mày xin lỗi đi, cái bắt đầu chạy lại khiều vô eo mẹ con đừng giận nữa nha. Dạ, xin lỗi mẹ, dạ, xin lỗi mẹ vậy đó. Là chồng con chị, chồng con chị có một cái tật là cọc thôi hả? Dạ, đúng rồi, chị có một cái tật là cọc mà giống như không có kìm được mình á cô. Còn trong nhà, việc nhà thì sao? Có bừa bộn, có bày hày, có ở dơ gì không? Dạ, không, tính chồng con thì kỹ lắm. Nhưng mà từ lúc mà về sống chung với con thì hết kỹ luôn rồi. Thấy con giục đồ đó là chạy lại giục y chang vậy luôn. Dạ, như vậy là khai luôn rồi đó. Bả còn cái tật bừa bộn nữa, đúng không? Dạ. Ổng cũng bừa bộn luôn. Con mà để là cũng để theo y chang con vậy đó. Rồi con mong muốn chồng con thay đổi điều gì? Dạ tức là con muốn là chồng của con là bớt cái giống như khi mà mình nóng tính là mình phải kiểm soát được cái từ ngữ của mình, chứ mà không phải mình nóng tính rồi mình có thể thốt ra được những cái từ, tại vì khi mình nói xong rồi mình đâu có rút lại được đâu. Đúng rồi. Giống người nghe thì người ta đã nghe xong rồi, mình không có rút lại được. Cho nên là cái tính đó nó phải dằn lại bớt, mình nói gì mình phải suy nghĩ mới được. Chứ cô hiểu rồi, có nghĩa là cọc thì cọc nhưng mà cho dù con có bực mình mấy đi chăng nữa con phải chú ý cái từ ngữ của mình đó, đúng không? Mình xài nhiều khi những cái từ làm cho người ta bị tổn thương á, là sau này là mình hối hận. thì cũng đã lỡ rồi đúng không? Nói như mẹ đừng làm con nóng lên nha, kiểu là mốt là né mấy cái chữ tương tự vậy. Lại nói vậy. Rồi. Ừ, cặp này nó cũng ấy quá, dễ thương quá, nó dễ thương quá, nó trẻ quá, cũng đang công việc cũng đang thuận lợi nữa đó. Thôi thì bây giờ trước khi chia tay thôi, em chúc đi thì chú Thượng cũng chúc cho hai vợ chồng con sẽ yêu nhau nhiều hơn nữa, mọi người sẽ bớt một chút ha, bớt một chút rồi hiểu nhau hơn để mà còn có em bé nữa chứ. Chúc cho hai vợ chồng trong năm nay thôi hoặc là đầu năm sau sẽ có tin vui, em bé sẽ đến với hai vợ chồng. Vui cửa vui nhà và làm ăn phát đạt nha. Cảm ơn hai đứa. Bé bánh nó tên nhà là bé bánh hoặc là bé đơn đó. Vậy ha, chúc đợi chúng ta sẽ gặp lại nhau.